Chào các bạn, hôm nay mình muốn review cho các bạn cái máy lọc không khí rẻ nhất của Xiaomi tính đến thời điểm hiện tại Giá của nó chỉ có 1 triệu 690 ngàn ở Giga Digital thôi Nhưng mà nó vẫn phù hợp với những cái phòng có diện tích từ 16 cho tới 27 mét vuông Tức là nó có thể dùng cho rất là nhiều những căn hộ chung cư, những căn nhà, thậm chí nhà đất Như là chúng ta đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội Rồi bây giờ mời các bạn coi kỹ hơn về review con Xiaomi Air Purifier 4 Compact này nha cái máy lọc không khí này nó là cái phiên bản nhỏ nhất và nhẹ nhất cũng như là rẻ nhất của Xiaomi tính đến thời điểm hiện tại nó nhỏ hơn so với lại cả con Xiaomi Air Purifier 4 bản Lite mà mình từng làm cho các bạn coi về mặt tính năng á, thì gần như tất cả những con máy lọc không khí của Xiaomi á, nó y chang như nhau các bạn cái sự khác biệt của nó chủ yếu á, là về công suất lọc và cái diện tích phòng phù hợp thôi những con kia á, thì nó phù hợp với những cái phòng lớn hơn còn với con Air Purifier 4 Compact này diện tích phù hợp là khoảng 16 cho tới 27 mét vuông tức là một cái phòng khách như căn nhà của mình một cái phòng ngủ, một cái phòng làm việc, một cái phòng trọ Sẽ là cái đối tượng rất là hợp lý để có thể xài con Air Purifier 4 Compact này Thì đây cũng là một trong những cái điểm mà tại sao mình làm riêng một cái video Youtube Mà mình muốn nói với các bạn về cái con máy này á Tại vì mình nghĩ nó sẽ phù hợp với rất là nhiều người, với rất nhiều những căn hộ hiện nay á Các bạn không cần phải mua những cái dòng cao cấp hơn Chỉ cần một con này thôi là đã đủ xử lý rồi à, Với cái số tiền là 1 triệu 690 ngàn hiện nay đang bán ở Giga Digital Hàng chính hãng phân phối bởi DigiWorld thì các bạn có thể mua mỗi một phòng một con này mà chi phí tổng bỏ ra nó cũng không quá cao. Đó, thì các bạn thấy cái thiết kế của nó nhỏ nhắn, dễ thương đúng không? Cơ chế hoạt động vẫn y như là những cái máy lọc không khí khác, tức là nó sẽ hút không khí á, bằng những cái lỗ xung quanh đây nè, nó đi qua một cái bộ lọc thô, sau đó nó đi tiếp vào một cái bộ lọc gọi là hiệu suất cao của Xiaomi, rồi cuối cùng là nó đẩy ra bên ngoài. À nó còn đi qua một lớp than hoạt tính nữa để mà nó khử mùi ha. Thì ở trên cái bảng điều khiển này các bạn có thấy là cái nút của nó cũng rất là cơ bản như bật tắt nè đó bật chuyển chế độ nè chế độ ngủ nè rồi chế độ mà các bạn có thể tùy chỉnh được cái chế độ tốc độ quạt nè nhưng mà mình á, thì lúc nào mình cũng để chế độ auto thôi tại vì cái chế độ auto á, thì nó sẽ tự động nhận biết được coi là cái chất lượng không khí như thế nào nó tự động tăng giảm cái lực hút của cái quạt các bạn không cần phải để ý tới nó ở phía sau này á là các bạn thấy không nó có một cái cảm biến thì cái cảm biến này á nó sẽ phát hiện được cái nồng độ bụi pm 2.5 trong không khí của chúng ta và nó tự động lọc thôi đơn giản rất đơn giản không có gì phức tạp hết những cái máy lọc không khí của Xiaomi á, thì một trong những lợi điểm lớn nhất của nó là cái bộ lọc á, các bạn cực kỳ dễ thay thế các bạn có thể mua online cũng được các bạn có thể mua offline cũng được siêu dễ để các bạn có thể tìm được cái lõi lọc và thay vào theo mình á, Xiaomi là một trong những hãng mà các bạn có thể dễ dàng thay lõi lọc nhất hiện nay về mặt tính năng ở trên app á, thì con Xiaomi Air Purifier 4 Compact này nó có đầy đủ ha các bạn có thể kết nối nó với lại cái app Mi Home Thông qua kết nối wifi, các bạn có thể bật tắt nó từ xa, các bạn có thể hẹn giờ, các bạn có thể kết hợp nó với lại những cái cảm biến khác trong nhà của các bạn trong cái hệ thống smart home Tất cả những thứ đó nó đều được hỗ trợ đầy đủ hết Nhưng mà giống với lại những cái máy lọc không khí khác á, là mình cũng hiếm khi nào mình xài từ app lắm. Tại vì cứ để chế độ auto nó tự xử cho các bạn rồi Nếu như mà chất lượng không khí mà nó có bị thay đổi á, thì các bạn nhìn vô các bạn cũng biết liền Bởi vì cái đèn này nó sẽ đổi màu, nó sẽ đổi sang màu cam hoặc nó sẽ đổi sang màu đỏ Bây giờ mình sẽ tháo cái bộ lọc của nó ra cho các bạn coi nè Thì cái bộ lọc của nó các bạn tháo từ dưới lên là xong Đó thì trước cái lớp lọc này á, nó có một cái lớp lọc thô ha Rồi sau đó nó đi qua một cái lớp lọc có hiệu suất cao của Xiaomi Và cuối cùng là một cái lớp than hoạt tính Thì mỗi lần bạn thay là bạn thay nguyên một cái cục lọc như thế này cái bộ lọc mà con Xiaomi Air Purifier 4 bắt này nó xài á, bên trong nó thật ra không phải là bộ lọc HEPA Trước đây á, Xiaomi họ cũng xài bộ lọc HEPA Nhưng dạo gần đây thì họ đổi qua họ xài một cái bộ lọc mà họ gọi là hiệu suất cao theo họ thì thứ nhất là nó khác biệt về chất liệu so với lại hepa thứ hai là nó sẽ giúp cái khả năng lọc tốt hơn và đặc biệt là cái lưu lượng không khí đi qua cái bộ lọc của họ nó sẽ cao hơn so với lại lọc hepa thì nó sẽ dẫn đến việc là cái quạt nó ít có phải quay với tốc độ cao hơn cho nên cái máy nó sẽ hoạt động êm ái hơn và nó ít tiêu tốn điện năng hơn trong khi chức năng của nó thì vẫn tương tự như là một cái lọc Herpa H13 tức là nó vẫn lọc được những cái bụi mịn với kích thước là 0,3 micron ở cái kích thước nhỏ nhất là cũng ok đúng không với cái giá 1 triệu 690 ngàn ở Gear Digital thì hiện nay mình thấy không có gì phải phàn nàn về con máy này hết có đầy đủ tính năng smart lọc được không khí tốt lọc dễ mua quá ngon rồi các bạn rồi bây giờ đến phần quan trọng nhất nè giveaway à, cảm ơn Gear Digital đã hỗ trợ mình hai con máy lọc không khí Xiaomi Air Purifier 4 compact này để mình tặng cho các bạn ở Giga Digital thì không chỉ có máy lọc không khí đâu Các bạn còn có thể mua thêm được rất là nhiều những món đồ khác với như là robot hút bụi nè cây lâu nhà nè thậm chí là những cái món đồ thông minh nói chung nằm trong cái hệ sinh thái của smart home là ở Giga Digital sẽ có nếu như mà các bạn cần mua những cái món nào liên quan tới việc dọn dẹp nhà cửa hay là thiết lập một cái smart home thì các bạn nhớ ghé qua Giga Digital hiện nay Giga Digital đã có mặt ở nhiều tỉnh thành khác nhau rồi cho nên nếu như mà các bạn có cần đến tham quan hay là có cần hỗ trợ kỹ thuật gì thì cũng dễ dàng yên tâm Sắp tới mình và Giga Digital sẽ còn rất nhiều thứ nữa để tặng các bạn, những cái món đồ nó sẽ rất là hữu ích, nó sẽ rất là thân thiện với cuộc sống của các bạn. Rồi, bây giờ làm sao để nhận được quà? Thứ nhất là các bạn nhấn like cái video này. Thứ hai là các bạn nhấn đăng ký theo dõi kênh Duy Luân Dễ Thương nếu như mà các bạn chưa đăng ký theo dõi. Và thứ ba là các bạn comment vào trong video ba điểm mà các bạn thích nhất ở cái máy lọc không khí Air Purifier 4 Combat này. Đồng thời các bạn nhắn luôn cho mình cái nick Instagram của các bạn nha. Tại vì khi mà mình dùng cái nick Instagram thì mình mới có thể nhắn tin được cho các bạn để mà mình hỏi coi là địa chỉ này nọ để mà mình ship hàng cho các bạn Còn nếu như bạn nào không xài nick Instagram thì ít nhất các bạn phải để cho mình cái nick Telegram để mình liên hệ với các bạn Mình không có chọn dùng Facebook tại vì Facebook nhiều bạn không có nhắn tin được cho nên là hoặc Instagram hoặc là Telegram ha sau 7 ngày kể từ lúc video này lên sóng, mình sẽ cập nhật người thắng giải lên phần comment Mình có để cái link ở bên dưới phần description Cũng như là mình ghim ở dưới phần comment Các bạn nào tính mua thì có thể vào đó để mua ha Với cái giá này có thể xem là rẻ nhất thị trường hiện nay rồi Và bây giờ các bạn khó có thể kiếm được Những con lọc không khí nào Từ một cái thương hiệu lớn như là Xiaomi Có đầy đủ tính năng như là con Air Purifier 4 Compact này Mà ở tầm giá này Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều ha Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau Bye bye